một thằng nhỏ tên Bo, sống trong một ngôi nhà nhỏ với mẹ. Mỗi ngày sau khi đi học xong, Bo sẽ vào rừng để nhặt củi giúp mẹ. Ngôi làng. Thằng nhỏ. Ngôi nhà. So ngôi is classifiers for a house. Nhỏ. Sau khi. So after, sau khi is a verb or a sentence. Rừng. Nhặt. To pick up something on the floor. Củi. Một ngày nọ, trên đường đi vào rừng, Bo nhìn thấy một con chó con bị bỏ rơi. Nhìn nó rất là tội nghiệp, nên Bo quyết định sẽ đem nó về nhà nuôi. Một ngày nọ, chó con bị bỏ rơi, tội nghiệp, quyết định nuôi. Về đến nhà, Bo nói với mẹ: "Mẹ ơi, con thấy con chó tội nghiệp này ở trên đường nè mẹ. Mẹ cho chó con ở chung với mình nha." Nè. Ở chung. Mẹ cho chó con ở chung. So cho in this case mean allow someone to do something. Mẹ trả lời: "Nhà mình vừa chật lại vừa nghèo nữa, làm sao nuôi chó con được?" Chật. Vừa, lại vừa, nữa. This structure is used when you talk about something negative. Yeah, because this family is poor and the house is small. So that's why they say vừa, lại vừa, nữa. But if you talk about something positive, you just say vừa, blah blah blah, vừa, blah blah blah, nữa. No need the word lại. Làm sao? Bo nói: "Không sao đâu, con sẽ nhường đồ ăn của mình cho nó, rồi ngủ chung với nó là được mà." Không sao đâu. Nhường có nghĩa là khi mình có đồ ăn, mình có một cái gì đó, mình cũng muốn cho cái người đó có cái này giống với mình, thì đó sẽ là nhường. Thấy con trai rất muốn nuôi chó nên mẹ cũng đồng ý. Đồng ý. Bo đặt tên con chó là Milu. Từ ngày có Milu, đi đâu Bo cũng dẫn Milu theo. Buổi tối, Bo và Milu ngủ với nhau trên chiếc giường ọp ẹp. Đặt tên. Dẫn theo. Chiếc giường ọp ẹp. So the word ọp ẹp is the sound when you lay on a old bed, and you will hear the sound when you moving. Ọp ẹp. Một ngày Milu bị bệnh nên không theo Bo đi học được. Hôm đó trời mưa to lắm nên đường rất là trơn. Bo đã té xuống một cái hố. Mẹ ở nhà đợi lâu quá nhưng không thấy Bo đi học về, nên đã cùng với những người hàng xóm đi tìm Bo. Milu cũng cùng mọi người đi tìm Bo. Mưa to, trơn,
té xuống cái hố. Milu đánh hơi và tìm thấy Bo ở trong một cái hố. Lúc này mọi người cùng nhau kéo Bo lên. Bo may mắn không có bị gì hết, chỉ bị trầy một chút xíu thôi. Đánh hơi, kéo lên, may mắn, trầy. Bo mừng lắm và cảm ơn mọi người đã giúp đỡ mình. Xong rồi Bo ôm chú chó nhỏ vào lòng. Từ đó Bo và Milu càng ngày càng khăng khít hơn. Mừng, giúp đỡ, ôm, khăng khít, càng ngày càng. Tình bạn đặc biệt. Ở một ngôi làng, có một thằng nhỏ tên Bo, sống trong một ngôi nhà nhỏ với mẹ. Mỗi ngày sau khi đi học xong, Bo sẽ vào rừng để nhặt củi giúp mẹ. Một ngày nọ, trên đường đi vào rừng, Bo nhìn thấy một con chó con bị bỏ rơi. Nhìn chó con rất là tội nghiệp, nên Bo quyết định sẽ đem nó về nhà nuôi. Về đến nhà, Bo nói với mẹ: "Mẹ ơi, con thấy con chó tội nghiệp này ở trên đường nè mẹ. Mẹ cho chó con ở chung với mình nha." Mẹ trả lời: "Nhà mình vừa chật lại vừa nghèo nữa, làm sao nuôi nó được?" Bo nói: "Không sao đâu, con sẽ nhường đồ ăn của mình cho nó, rồi ngủ chung với nó là được mà." Thấy con trai rất muốn nuôi chó nên mẹ cũng đồng ý. Bo đặt tên con chó là Milu. Từ ngày có Milu, đi đâu Bo cũng dẫn Milu theo. Buổi tối, Bo và Milu ngủ với nhau trên chiếc giường ọp ẹp. Một ngày Milu bị bệnh nên không theo Bo đi học được. Hôm đó trời mưa to lắm, trên đường rất là trơn. Bo đã té xuống một cái hố. Mẹ ở nhà đợi lâu quá nhưng không thấy Bo đi học về, nên đã cùng với những người hàng xóm đi tìm Bo. Milu cũng cùng mọi người đi tìm Bo. Milu đánh hơi và tìm thấy Bo ở trong một cái hố. Lúc này mọi người cùng nhau kéo Bo lên. Bo may mắn không bị gì hết, chỉ bị trầy một chút xíu thôi. Bo mừng lắm và cảm ơn mọi người đã giúp đỡ mình. Xong rồi Bo ôm chú chó nhỏ vào lòng. Từ đó Bo và Milu càng ngày càng khăng khít hơn. Exercise. Leave your answer in the comment below. These sentences true or false? Một. Hàng xóm
đã cho Bo một con chó con. 2. Nhà Bo rất giàu. 3. Bo nhường đồ ăn và chỗ ngủ với chó con. 4. Chó con đã té xuống một cái hố trong một ngày trời mưa to. 5. Bo may mắn được giúp đỡ nên không bị gì hết. 6. Bo và Milu càng ngày càng thân thiết hơn. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video này. Gặp mọi người trong bài học tiếp theo nha. Thank you for watching.